áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các em. Ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm bài văn trao đổi với người thân về tính cách đáng khâm phục của một người có nghị lực, có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Rồi đối với phần bài mẫu đầu tiên ngày hôm nay của cô thì sẽ là một cuộc trò chuyện của em và bố mẹ về câu chuyện vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi. Bố, trong sách tiếng Việt lớp 4 tập 1 của con có một câu chuyện mà bố rất thích. Đó là chuyện về vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi. Con có thích chuyện đấy không? Con cũng rất thích bố ạ. Vì câu chuyện về ông Bạch Thái Bưởi thật thú vị. Từ một cậu bé mồ côi cha, phải theo mẹ quẩy gánh hàng rong, ông đã vươn lên trở thành vua tàu thủy của Việt Nam. Bố, theo con, vì sao ông Bạch Thái Bưởi thành công như vậy? Con nghĩ trước hết là vì ông Bạch Thái Bưởi có ý chí và nghị lực kiên cường. Công việc kinh doanh có lúc thất bại đến trắng tay mà ông vẫn không nản chí. Bố, con nói đúng, nhưng cũng còn những nguyên nhân khác nữa đã giúp ông ta giành phần thắng trong cuộc cạnh tranh với các chủ tàu người Hoa, người Pháp. Con, trước kia con muốn trở thành họa sĩ thiên tài như Leonardo da Vinci hay Lê Duy Ứng, nhưng bây giờ con lại muốn trở thành nhà kinh doanh tài giỏi như Bạch Thái Bưởi, bố ạ. Bố, tốt thôi, thế con đã chuẩn bị gì cho việc trở thành một nhà kinh doanh chưa? Con đang cố gắng học tập thật giỏi, vì nhà kinh doanh thì phải có trình độ hiểu biết, phân tích và óc phán đoán nhanh nhạy trước thời cuộc, phải không bố? Bố, đúng rồi, vậy con hãy luôn cố gắng để đạt được ước mơ của mình nhé. Con, vâng ạ. Trên đây là bài phần mẫu số 1 của cô. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào mẫu số 2. Mẫu số 2 sẽ là câu chuyện giữa mẹ và em về anh Nguyễn Ngọc Ký. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào câu chuyện, cuộc trò chuyện của cô ngày hôm nay. Mẹ, này Khánh Linh, con thử nói cho mẹ nghe cảm nhận của con về anh Nguyễn Ngọc Ký. Khánh Linh, con rất cảm phục anh Nguyễn Ngọc Ký mẹ ạ. Đó là một người có nghị lực phi thường, có một ý chí phấn đấu vươn lên hiếm thấy. Mẹ, con thử nói rõ hơn về nghị lực phi thường và ý chí vươn lên của anh Nguyễn Ngọc Ký cho mẹ nghe nào. Khánh Linh, theo con nghĩ, anh Ký lớn lên không như một người bình thường. Anh bị liệt cả tay, liệt cả hai tay, vậy mà anh vẫn có ước mơ đi học như chúng con. Một ước muốn rất đẹp, phải không mẹ? Mẹ, rồi sao nữa con? Khánh Linh, anh đến trường xin học cho bằng được. Cô giáo thấy anh bị liệt cả hai tay, không nhận vào học. Anh buồn lắm. Trở về nhà, anh kiên trì luyện tập, dùng chân để cầm bút và kiên trì luyện viết. Tình cờ cô giáo phát hiện thấy anh đang cặm cụi tập viết bằng chân. Cô giáo vô cùng xúc động và cảm phục ý chí của anh. Cô quyết định nhận anh vào học và tạo điều kiện tốt nhất cho anh học. Anh rất mừng và quyết tâm cho học trò bằng bạn bè. Đó cũng là một biểu hiện về nghị lực phi thường, phải không mẹ? Mẹ, ừ, đúng đấy. Con nói tiếp ý nghĩ của mình đi. Khánh Linh, về ý chí vượt khó của anh thì lại càng đáng khâm phục. Bước đầu, anh phải cố gắng điều khiển bàn chân để giày không bị nhào nát. Khắc phục được điều này thì chuyện khác lại đến. Có những lúc bàn chân mỏi nhừ, không điều khiển được bút theo ý muốn, thậm chí nhiều lúc chuột rút, làm anh đau đến tái cả người. Thế mà anh vẫn kiên trì, chịu đựng, vẫn bền bỉ luyện tập, không nản lòng. Nhờ vậy mà anh đã thành công. Điểm số của các bài tập viết cứ tăng dần lên. 8 điểm, 9 điểm, rồi 10 điểm.
Và cuối cùng, anh đã đạt được ước mơ của mình, trở thành một sinh viên của trường đại học tổng hợp. Mẹ, qua tấm gương của anh Ký, con có suy nghĩ gì không? Khánh Linh: Thưa mẹ, đó là một tấm gương tốt để noi theo. Con sẽ noi gương anh Ký học thật giỏi để vào đại học như anh Ký. Đầu tiên con sẽ cố gắng luyện viết chữ thật đẹp, vì hiện tại chữ của con còn xấu. Con sẽ dành một ngày một tiếng đồng hồ để luyện viết. Mẹ chấm điểm từng ngày cho con nhé. Mẹ: Con nghĩ được như vậy là mẹ rất mừng. Con phải cố gắng thực hiện được những điều mà mình đã hứa. Mẹ tin ở con, hãy noi gương anh Ký nghe con. Khánh Linh: Vâng, thưa mẹ. Thưa mẹ, vâng ạ. Vậy là ngày hôm nay cô đã hướng dẫn xong chúng ta cách làm bài văn về một tấm gương, cuộc nói chuyện của mình với bố mẹ về một tấm gương, nỗ lực có ý chí trong cuộc sống rồi đúng không nào? Hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo của cô. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách.